Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu Bang Arizona. Cái nghề nail và cái bàn nail là một trong những cái nghề và cái bằng mà nhiều người Việt chúng ta thành công nhất và thi lấy nhiều nhất ở đất nước Mỹ sau năm 1975. Và cũng là một trong những cái nghề mà nhiều người Việt sau này qua định cư nước Mỹ cũng là thi lấy nhiều nhất. Cho nên hôm nay mình đã sưu tập được khoảng 210 câu hỏi về thi bằng nail nhằm giúp đỡ cho bà con sớm nhất mà một cái thời gian ngắn nhất để mình thi được, lấy được cái bằng nail đỡ vất vả. Cho nên mình đã sưu tập được khoảng 210 câu để mình làm video này. Thì lưu ý mọi người rằng những cái câu hỏi này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đề thi. Ok, bắt đầu luôn nha. Thì câu đầu tiên, thời gian tối thiểu của người thợ ngâm chân khách làm pedicure là bao nhiêu? Thì 5 đến 10 phút. Chọn câu trả lời đúng, 5 đến 10 phút. Thời gian tối thiểu chà sát hai bàn tay khi rửa tay là bao nhiêu? 10, 5 đến 10, 15 đến 20, 20 đến 40, 1 đến 4 giây. Thì mình chọn câu B, 15 đến 20 giây. Mấy câu này nó đơn giản lắm ha. Trước khi làm dịch vụ về chân, bạn làm cái gì? Thì đương nhiên mình phải vệ sinh chân. Ok. Ghế làm chân ở salon, các bộ phận có thể tháo rời ra được, vệ sinh như thế nào? Thì mình rửa xà phòng, nước và lau khô thôi. Ok. Với đầu của sản phẩm móng giả dài, cần làm gì trước tiên để cắt ngắn móng? Thì mình phải dùng cái kìm lớn để mình cắt thôi. Ok. Câu A. Người thợ cập nhật tủ hồ sơ của khách, sức khỏe của khách hàng khi nào? Thì mình xin lưu ý rằng mọi người như thế này, cái sức khỏe của người Mỹ họ rất là yêu cầu, rất là cắt cao, kỹ càng. Có những thợ mà làm ẩu á, thường bị dính chưởng, họ bị kiện ngược lại. Cho nên nhờ mỗi lần mà cái sức khỏe của khách hàng thì mình nên cập nhật mỗi lần khi khách đến nha. Ở mục nào của phần tham khảo giúp quyết định việc săn sóc móng tại nhà? Lối sống thôi. Bộ phận của móng được cấu tạo nên bởi tế bào của thể gốc được sinh ra thân móng trên. Cái này á, là cái móng mình ở ngoài là kêu là cái móng đúng không? Vậy phía trong cái móng, phía trên chỗ cái da là kêu là cái gì? Đó là kêu là cái móng non nha. Câu B. Móng non nha mọi người. Cái gì để tính tốc độ giũa điện? Thì cái vòng quay thôi, thì nó là chỉ vòng quay để mình tính tốc độ giũa của điện thôi, vòng quay trên phút á. Cái giũa, cái khi mình giũa bằng giũa điện á, giũa hay giũa pin gì á, thì tốc độ quay của trên đó là mới gọi là tốc độ thôi, là cái ký hiệu đó, RPM đó, số vòng quay trên phút đó. Để lấy đi những vết ố vàng trên móng dùng cái gì? Thì chắc là mềm da thì chặt lắc rồi đúng không? Mình làm trên móng mà thì tự nhiên dùng gì chắc là mềm da chặt lắc rồi. Chắc tẩy da cũng chặt lắc luôn rồi. Chắc tẩy màu của móng thì đương nhiên mình muốn tẩy vàng màu vàng thì phải dùng chất tẩy màu, còn chất làm trắng móng thì không phải rồi. Trắng móng thì mình dùng chất tẩy màu đi, trắng móng thì không đúng rồi, tẩy màu vàng thôi mà đúng không, thì phải dùng chất tẩy màu của móng. Loại vải dày, thô và nặng là vải thô. Tại cái câu hỏi này vô duyên hết sức, đơn giản quá ha. Loại vật liệu nhẹ, mịn, dệt đan sen kẽ dính lại với nhau trong suốt là lụa nha, lụa. Phiếu tham khảo khách hàng ghi gì? Những công việc được làm ý gì? Rồi cái từ này nè, lông chân giả nè, có loại vi trùng nào? Hồi nãy hình que là cái bacilli, hình xoắn thì cái này ha. Hình gậy, hình que, hình xoắn. Rồi. Bệnh nào dưới đây người thợ không thực hiện dịch vụ? Như thế này mọi người, lưu ý nha.
những người nào mà có bệnh về chân như thế này, bị nấm hay là bị cái gì đó thì mình không biết, nhưng mà bị hễ mà có vết thương hở, có máu mủ, chân nó dơ như thế nào á, mình không cần biết, miễn sao mà bị có chảy máu, có máu mủ là tuyệt đối không làm, là bị sưng đỏ vùng quanh móng ha, tuyệt đối không làm mấy người này ha, khuyên người ta đến bác sĩ, đừng có làm mấy người này nha, đừng ham tiền ha, là ham thân, ham tiền ha, làm có chuyện gì họ kiện ngược lại đó. Bôi chất làm mạnh móng khi nào, làm cho móng cứng lên hay đúng phải không? Cái câu hỏi này đó thì trước lớp sơn lót nha. Cỡ thân của dũa điện tiêu chuẩn là bao nhiêu? Thì 3/2 inch. Cái câu này mình phải nghe hiểu thôi. Chui cán dũa điện đã được thì mình tôi quỷ mấy câu này thì 3/2 inch luôn. 3/2 inch. Ok. Mấy câu đó gì thuộc học thuộc thôi, mấy cái tiêu chuẩn đó mình phải nhớ. Sản phẩm chất lỏng để ở trong phòng nhiệt độ thì như thế nào? Nếu mà làm trong nghề nail, những cái sản phẩm mà chất lỏng đều là hóa chất hết. Thì hóa chất nó tính chất là bay hơi, cho nên mình chọn bay hơi ha. Hóa chất có tính chất bay hơi, dễ hiểu vậy thôi. Nhân loại giúp ngăn chặn bệnh tật là gì? Là chỉ có chích ngừa thôi, chích ngừa thì mới ngăn chặn bệnh tật ha. Cái câu này nè, mọi người để ý ha. Loại nhân độc tố gây ra bệnh AIDS, cái nguyên nhân nào mà gây ra bệnh AIDS thì theo tiếng Việt của mình á, mình nói là virus HIV đúng không? Tiếng Anh là virus HIV. Nhưng mà người ta dịch ra tiếng, thường thường nếu giải thì vô mình chọn virus HIV thôi. Đúng rồi ha. Nhưng sai nha. Tại sao? Cái tiếng Mỹ người ta dịch virus, là dịch là siêu vi khuẩn. Còn cái vi khuẩn là bacterial, vi khuẩn ha. Còn mà siêu vi khuẩn là virus. Để ý giùm mình nha, cái câu này là chọn siêu vi khuẩn nha, không phải chọn virus nha. Virus HIV là sai á, chọn siêu vi khuẩn. Ok. Sự lan truyền bệnh AIDS được mô tả qua đường của chất dịch trong cơ thể, ví dụ như chỉ có máu thôi thì lây qua đường truyền máu đó. Với những làn gợn sóng trên móng, người thợ cần làm gì? Thì mình đánh bóng móng thôi. Cái GG giống như gợn sóng trên cái móng mà đâu có thoa dầu, đâu có làm mềm biểu bì là gì, đâu có đúng, chỉ có đánh bóng móng thôi. Vi trùng có hại là, trời ơi câu này vô duyên hết sức nghe. Vi trùng có hại là vi trùng gây bệnh, đơn giản dễ hiểu lắm. Mọi người mà để ý chút xíu là mấy câu này nó dễ lắm ha. Khi chăm sóc tay hay chân cho khách hàng không tiến hành dịch vụ khi thấy đó, nãy mình có nói rồi, cái vết thương có vết thương hở là không nên làm nha. Thuật ngữ chuyên từ cho móng, thuật ngữ chuyên từ cho móng thì câu này thì cái từ này nè, onis này, onis đọc phát âm sao ha, onis. Ok, chọn câu này đi ha. Móng tự nhiên, móng thật à. Thì onychis gì đó là cái từ dùng để chỉ về cái bệnh của móng ha. Phân tử là một chất như thế nào? Hai hay nhiều nguyên tử tạo thành? Hai hay nhiều nguyên tử tạo thành? Nguyên tử tạo thành nha ha. Nguyên tử tạo thành nó khác với nguyên tố ha. Nha. Yeah. Ok, nguyên tử. Chọn hai nguyên tử tạo thành. Khi làm sản phẩm móng acrylic bạn tháo gỡ như thế nào? Thì tháo khô, cái pay cut, cái primer acrylic tháo khô thôi chứ cái gì đâu. Làm gì với phần móng giả bị tróc ra? Thì chỉ có gỡ bỏ thôi chứ làm gì. Mấy câu này hỏi vô duyên hết sức, nó dễ. Khi chuẩn bị làm móng acrylic bạn tháo gỡ giá vẽ ra khi nào? Khi móng đã định hình, đã hình hình móng thôi đúng không? Khi đã tạo dáng móng xong. Câu 32. Khi làm cho khách hàng bị chảy máu, các vật liệu dính máu, dũa giấy, họ phải làm gì? Tùy chỉ đem vứt bỏ thôi, làm gì hết.
chín máu rồi vứt bỏ hết. Đừng có tiếc. Dùng chất tẩy ế bạn đổ như thế nào thì chất tẩy ế vệ sinh hàng ngày thôi mà, đúng không? Khi dùng xong giũ giấy cho khách hàng, bạn xử lý như thế nào? Lưu ý mọi người như thế này: mỗi lần mà giũ giấy, cái buffer hay nói chung là cái gì mà dùng cho khách hàng, tất cả đều giục hết. Và cái giũ giấy, giũ cam gì đó mình giục hết ha, mà thì câu trả lời nó là hủy bỏ. Khi làm xong mọi người khách, dây bằng giấy, nhớ ha, dây bằng giấy của vui điện phải làm gì? Cũng phải vứt bỏ luôn, hủy bỏ nha, không có dùng lại nha. Nó kiện chết á, nó biết nó kiện chết á. Với khách bị bệnh phong thấp, các ngón tay khép lại gần rất khó khăn, cần xoa bóp cái cơ gì? Thì nếu mà học á, thì mình trong cái cuốn sách nó có ghi luôn ha. Thì câu 36 này mình chọn câu C. Các cơ duỗi của ngón tay. Cái cơ duỗi như thế nào thì mình chỉ học trong sách ha. Còn không học trong sách thì học thuộc thôi. Xoa bóp, xoa vuốt làm cho cơ thể thư giãn. Với móng vỏ trứng, sử dụng buffer và cây sưởi không tạo áp suất mạnh. Câu 39. Móng không phát triển, nguyên nhân là do cái gì tổn thương? Là cái móng non. Móng non nha mọi người. Móng non. Cái móng là nằm dưới da đó. Móng nhân tạo khi cắt ngắn chip. Dùng cái gì để bảo vệ khách hàng và thợ thẩm mỹ? Thì đeo cái mắt kiến vô, cắt nó khỏi bị dạng trúng mắt thôi. Thấy móng bị trễ, nứt bạn dùng gì? Thì mình móng bọc, nail grab. Câu 42. Với lại móng tay bị cắn, móng tay bị cắn, khi đắp bột primer được bôi lên ở đâu? Đắp bột thì đắp lên thân móng thôi chứ đắp ở đâu? Mọi người, đắp bột lên cái ngón tay, đắp bột lên cái nail thôi chứ đắp đi đâu trời. Những câu hỏi này nó đơn giản, nó dễ hiểu, nó gần gũi lắm. Chỉ cần suy luận thôi. Giờ đắp bột thì đắp bột lên cái móng, chứ ai đắp bột lên cái da tay, đúng không? Câu 43. Ngành khoa học nào nghiên cứu về cách cấu trúc cơ thể? Là mình chọn sinh lý học nha. Câu A, sinh lý học. Câu 44. Động tác nào gây áp suất khi một tay đặt lên chân khách, tay còn lại để ở phía dưới giúp xoay tròn cổ chân? Câu 44. Cử động quay tròn. Vậy thôi. Xoay cổ chân thì cử động quay tròn nha. Xương cánh tay chạy dọc theo ngón nhỏ của cánh tay. Xương cánh tay chạy dọc theo ngón nhỏ của cánh tay, xương khuỷu tay, xương lớn, xương cổ tay. Thì câu 45 đây là câu chọn câu gì mọi người? Chọn xương lớn thử nha. Oh yeah. Thực ra mấy câu này nó nằm trong cái cuốn sách học nail hết nha. Trong việc tạo dáng acrylic, cái gì giúp cho móng dính vào trong với loại lót? Chất tạo dính, primer thì chọn nó thôi. Dính thì chỉ trong việc tạo dáng, cái gì giúp cho móng dính thì chất dính thôi, đúng không? Dùng cái gì để chùi móng acrylic? Chất chùi sơn không có. Dùng cái gì để chùi móng acrylic? Chất chùi sơn không có. Primer, acetone, chùi màu thôi. Primer cho cái dính. Chất bay màu móng. Chùi sơn không có. Chất chùi sơn không có. Khó hiểu quá ha. Bước cuối cùng làm móng bột là gì?
bước cuối cùng làm móng bột là gì? Tôi giàu phải không? Ok. Dạ. Yeah. Chất hòa tan là chất. Nước dung môi hòa tan được chất khác. Mấy này hóa học thôi nha. MSDS cho biết điều gì? Các thành phần nguy hiểm. Câu 49, câu 50. Các thành phần nguy hiểm. MSDS là các thành phần nguy hiểm.